Xin chào tất cả anh em nhé. Vừa làm một hai tay sảnh sexy. Bố khá khá anh em ạ. Với lại con game Neo 79 này có khuyến mại thưởng nạp đầu là 100% nha anh em. Nếu anh em nào muốn tham gia cái thưởng nạp đầu 100% thì mình có để link và tải con web 79 này, Neo 79 này cho anh em trải nghiệm nha anh em. Với lại anh em đăng ký anh em sẽ nhận được 39k để rig hú anh em. Giờ mình sẽ vào rig hú bên Tử Long anh em ạ. Lý Tử Long hay sao anh em ạ? Nhìn nó cũng quá quen thuộc anh em ơi. Không biết là như thế nào đây anh em ạ. Ui, vào phát được quả miễn phí này anh em. Phát này ngon vậy. Con này ngon anh em ạ. Xem lên được bao nhiêu đây. Ồ, pha này chắc chắn sẽ được nhiều anh em ạ. Được có 730 này. 10 lượt quay mà anh em. 3 củ 7, 4 củ 4 anh em ạ. Nổ mắc win thì ngon. Vừa tặng cho con em kia hình như là 3 4 5 củ gì đấy. Lối vậy. Có được 5 củ thì sao? Ít quá nhỉ. À pha này nữa anh em ạ, à, không biết như thế nào đây. 4 con à, 4 con anh em ạ. Cũng được khá anh em ạ. Anh em xem video thì đừng quên cho mình một nút like, một nút đăng ký kênh anh em. Một củ. Còn 3 lượt nữa anh em ạ. Như thế nào đây, củ 2, 13 củ, 12 củ anh em ạ. Chung các hú này mình cũng hôm nay test qua thấy quay cũng thấy ok nên mình quay cho anh em xem. Đấy. Lý Tử Long à. Được 12 mấy anh em ạ. Được 12 năm. Cũng khá ngon đấy anh em ạ. Pha này được bao nhiêu vậy? Có 7 72. Chán nhỉ, 72 nhìn chán thật. Sáu ba sáu nếu anh em đam mê rig hú thì anh em có thể đến với con Neo 79 nhé. Rồi mình thấy hú bên này cũng khá ok. Đó, anh em chưa thử thì anh có thể test qua xem như thế nào. Rồi. Ok thì mình chiến, còn không ok thì mình không chiến anh em ạ. Còn mình test thì thấy vẫn ok anh em ạ. Gần tháng rồi, test gần tháng rồi anh em ạ. Vẫn có lời anh em. Gọi là bú đập chưa anh em ạ. Làm quả nổ mắc win thì hay đấy nhưng mà dích mấy cái hú bên Neo 79 như phim hành động chứ. Cho quả âm thanh lên thì nghe
Có vẻ cũng giòn tai phết chứ. À, làm vài tay nữa là nghỉ thôi anh em. Pha này được bao nhiêu vậy? Được 12 củ anh em ạ. Đủ. Định bảo nghỉ rồi, lại nổ quả như này thì nghỉ làm sao được. Nhưng mà thế nào đi nữa vẫn phải nghỉ thôi anh em. Mười ba. Ok, lên 67 anh em ạ. Nếu mà pha này không ra sản phẩm nữa thì chuồn thôi anh em. Nắm con 10. Quay hú bên nếu 79 nó không hút máu anh em ạ. Không biết anh em quay thế nào, mình quay thì thấy như vậy. Ok anh em nhé, video của mình đến đây là kết thúc. Nếu anh em xem video hay thì đừng quên cho mình một nút like, một nút đăng ký kênh. Còn đăng ký nếu 79 mà nhận 39k thì anh em liên hệ. Khi anh em đăng ký, anh em liên hệ ở trong game để nhận 39k anh em. Còn thưởng nạp đầu thì 100% anh em ạ, làm một được hai ai chả thích đúng không anh em. Món ngon thì mình chia sẻ cùng nhau thưởng thức nha anh em. Bye bye anh em.